Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình bàn cờ quân sự giới cũng như là xung đột tại Ukraine. Về bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay thì cả thế giới cũng đang chờ đợi theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong thời điểm Vũ Quang làm thước phim này thì kết quả bầu cử Mỹ chưa có. Trong ngày hôm nay, Vũ Quang sẽ cập nhật và bình luận cùng quý vị và các bạn về kết quả bầu cử của Mỹ. Nhưng với Vũ Quang thì dù ông Trump hay bà Harris thì cũng không thể thay đổi được cục diện ở tại Ukraine và thế giới. Nhưng nếu Donald Trump đắc cử thì tôi tin tưởng đây là tín hiệu tốt cho thế giới đa cực. Tín hiệu tốt cho đa cực. Vì nó là tín hiệu tốt cho đa cực và tín hiệu tốt cho Tổng thống Putin. Thì tôi không tin tưởng là Donald Trump sẽ đắc cử. Vì giới tài phiệt của Mỹ nó cần duy trì trật tự thế giới đơn cực. Nó cần sự áp đảo trước Nga và Trung. Nó cần giúp đỡ Ukraine để gây hại cho Nga. Chứ bỏ giúp Ukraine để thắng Nga là không thể. Vì phương Tây phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã là họ không thể cô lập được Nga, không thể đánh bại được Nga và cũng không thể tiếp tục ảo tưởng vào một kế hoạch chiến thắng cho Ukraine được. Họ phải chấp nhận sự thật này chứ. Họ chấp nhận sự thật là thế giới kiểu gì cũng xoay trục sang đa cực. Và không thể thanh trừng hay là trừng phạt những quốc gia xa rời đồng đô được. Đây là một sự thật nghiệt ngã mà bản thân Mỹ biết rõ điều đó và phải chấp nhận điều đấy. Không thể khác hơn được. Đúng không? Còn ngày hôm nay ở trên chiến trường Ukraine ấy, thì ở tại Sinidove thất thủ chóng vánh. 8.000 quân lính Ukraine rút lui trong hỗn loạn. Bình thường kinh nghiệm của Ukraine ở mặt trận Donbass là sẽ rút chạy trước khi quân Nga tới và chấp nhận bỏ lại đạn dược khí tài cho quân Nga. Đây được coi là một chiến thuật mới mà ông Zelensky đã công khai công bố nói với CNN. Thành phố Sinidove từng được hy vọng là sẽ cầm chân được quân Nga trong ít nhất là một tháng, nhưng nó đã thất thủ chóng vánh chỉ sau 4 ngày khi 8.000 binh sĩ Ukraine phòng thủ ở đây rút chạy trong hỗn loạn, bỏ lại khí tài cho Nga. Bộ phòng Nga chính thức đã xác nhận lực lượng của họ đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Sinidove. Hơn 8.000 binh sĩ của quân đội Ukraine thuộc 4 đơn vị gồm lữ đoàn đặc nhiệm số 15, lữ đoàn số 68 và lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 và 117 đã rút chạy về phía Tây. Nếu nhìn vào bản đồ ở một khía cạnh nào đó thì lực lượng này đã quyết định rút khỏi đó là Sinidove là hợp lý này. Nếu tiếp tục trì hoãn họ sẽ bị bao vây hoặc là được bao vây hoặc là đường cao tốc E0510 bị quân đội Nga cắt đứt. Rất có thể toàn bộ cụm quân này sẽ như là cá ở trong giỏ, cho nên họ buộc phải rút chạy, nhưng rút chạy trong cơn hỗn loạn. Chiến trường Donetsk đặc biệt khốc liệt từ 2 năm trước, sau khi thất bại trong việc đánh úp Kiev, quân đội Nga đã xác định mục tiêu kiểm soát Donbass trước nhưng chưa thành công. Nếu nói rằng là Nga thất bại trong việc đánh úp Kiev thì phương Tây tập thể vẫn đi theo một cái lối mòn tư duy nhằm hạ bệ chiến thuật của Tổng thống Putin khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Nga kiểm soát ngoại ô Kiev và kiểm soát toàn bộ Kharkov, nhưng Nga rút quân để thực hiện thỏa thuận Interpol ở tại thỏa thuận giữa Nga và Ukraine ở tại Interpol. Thế nhưng sau khi mà Nga rút quân thì Ukraine được Anh sang đá một đít, nói rằng không được ký kết thỏa thuận hòa bình. Đổi lại là phương Tây tăng cường chi viện các loại đạn dược khí tài, hỗ trợ Ukraine bao gồm cả tiền bạc. Và kết quả sự kiện Bucha được dựng lên. Nga nhiều lần yêu cầu đưa ra bằng chứng ở tại Liên Hợp Quốc, nhưng Ukraine từ chối đưa bằng chứng. Điều đó cả thế giới đều hiểu, đây chỉ là một màn diễn kịch mà Ukraine tạo ra để làm dư luận, nhằm bôi nhọ lực lượng quân đội của Liên bang Nga và hù dọa nhân dân Ukraine là phải tiếp tục chiến đấu với Nga, nếu không họ tới sẽ tiêu diệt các bạn. Nó là một mặt trận giả thôi, nhưng trong gần 3 năm qua thì điều này đã được chứng minh thông qua những lời nói của tù binh mà Nga bắt được của Ukraine đấy. Kẻ giết hại dân thường, pháo kích vào dân thường và những ngôi làng chính là Ukraine, và giết đồng đội của mình cũng chính là Ukraine chứ không phải ai khác. Mỹ nhận tin xấu vì Ukraine hiện thực ảm đạm và u tối.
màn đêm u tối đang bao phủ Nhà Trắng ngày hôm nay rồi. Mỹ phải chấp nhận sự thực trạng tồi tệ ở Ukraine và ngừng tính toán những chuyện phi thực tế. Thay vì cứ bám víu vào ý tưởng chiến thắng không có thật, Washington phải nhận thức được thực tế u ám của cuộc chiến và chấp nhận hướng kết quả có nhiều khả năng xảy ra hơn. Các đồng minh của Ukraine cần thực hiện bước đi khó chịu là thúc ép Kiev đàm phán với Điện Kremlin. Tờ báo này cũng lưu ý rằng là chính sách hiện tại đã cho thấy sự thất bại và tốn kém, còn cuộc xung đột không hề phát hiện theo dự tính ở phương Tây, đặc biệt là theo tính toán của Mỹ. Trong khi đó thì tình trạng thiếu hụt nhân lực trong quân đội đặc biệt đang thách thức vô cùng lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà lập pháp Ukraine cho biết là đã đến lúc bắt đầu phải bắt đầu nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ, khi quân đội Kiev đang phải vật lộn để đáp ứng được đáp ứng chỉ tiêu của huy động. Khi phải huy động thì nữ giới, tức là Ukraine đã chết tới gần 1 triệu quân rồi. Ông Zelensky vẫn báo cáo là chưa đến 50.000 quân. Vẫn báo cáo chưa đến 50.000 quân. Nhưng có ai tin đâu. Ngoài Zelensky mang ra và tự đưa ra những lời tuyên bố cho riêng mình, chứ còn làm gì có ai tin được đấy. Vì nếu như Ukraine thực sự không mất mát lớn như vậy, không mất mát lớn giống như là Nga chia sẻ, thì Ukraine không cần bắt lính và càng không phải huy động tin nữ giới, không phải đưa què cụt bệnh tật ra ngoài chiến trường. Không thể xảy ra tình trạng binh sĩ đưa chiến trường mà chưa được huấn luyện. Nó không xảy ra tình trạng đấy. Nhưng tình trạng này nó đang là thực trạng ảm đạm đối với Ukraine. Và phương Tây nhận thấy Ukraine đã không còn có cơ hội nào nữa. Nhưng phương Tây vẫn cố đấm ăn xôi vì tin tưởng sử dụng tới Ukraine cuối cùng sẽ khiến Nga suy yếu, là cơ hội cho Ukraine kiểm soát Đại Trung Đông. Cũng là một cơ hội để gây sức ép cho cả thế giới và một lần nữa sẽ bao vây cấm vận được Nga. Đấy là hy vọng của Hoa Kỳ thôi. Còn nước còn tát mà nhỉ. Triều Tiên thì tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh hạt nhân. Chính bản thân Triều Tiên còn đưa ra những cái răn đe dằn mặt đối Mỹ, thì quyền uy của Mỹ nằm ở đâu? Đồng minh chư hầu của Mỹ bây giờ phải dựa vào ai? Đó. Hàn Quốc nói rằng là Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra biển này, trong khi Bình Nhưỡng khẳng định nước này sẽ tăng cường năng lực đó là hạt nhân của mình. Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định về khu vực phía biển của bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho biết, chính phủ Nhật Bản cũng thông báo rằng là Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo. Lực lượng bán đảo bảo vệ biển Nhật Bản cũng cho hay về việc này. Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng tiếp tục tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình, là một thông điệp gửi tới cho Hoa Kỳ. Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Trong khi đó, trên vũ đài quốc tế thì các nước BRICS chiếm vị thế dẫn đầu thế giới trong loạt các ngành công nghiệp quan trọng, đang chiếm ưu thế phát triển kinh tế so với phương Tây. Những lĩnh vực quan trọng đang rơi vào tay của các quốc gia BRICS, điều mà Hoa Kỳ không muốn. Bởi vì lúc đó thì Hoa Kỳ sẽ càng bị giảm dự trữ đô la nhiều hơn và không thể xuất khẩu lạm phát ra thế giới được. Còn Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho châu Âu xung đột trực tiếp với Nga. Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho châu Âu tham gia vào cuộc phiêu lưu tự sát khi tham gia xung đột quân sự trực tiếp với Liên bang Nga, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố. Như một số phương án dự phòng trong trường hợp chế độ Zelensky thất bại, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho lục địa châu Âu vào cuộc chiến phiêu lưu tự sát và tham gia xung đột trực tiếp với Nga. Đây là một yếu tố nguy hiểm đối với thế giới. Trận chiến phòng thủ cách xa lãnh thổ này, phương Tây mà trước hết là những người Anglo-Saxon luôn thấy bao nhiêu cũng là chưa đủ. Cuộc chiến mà họ phát động chống lại Nga ở châu Âu là chưa đủ. Hồi tháng 7, tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington thì các nhà lãnh đạo NATO đã xác nhận tham muốn của họ về vai trò thống lĩnh của khối liên minh không chỉ ở khu vực châu Âu Đại Tây Dương mà còn cả khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nếu các vị đọc tuyên ngôn của NATO thì sẽ thấy hóa ra là để bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên, liên minh phòng thủ này dự tính tiến hành những trận chiến phòng thủ ấy, dự định tiến hành những trận chiến phòng thủ này ở bờ biển Đông và eo biển Đài Loan, cách xa bờ biển của NATO hàng nghìn dặm. Đây là ý đồ của phương Tây, muốn sử dụng NATO để làm bàn đạp và hù dọa cả thế giới, thậm chí là tiến tới chiến tranh thế giới thứ ba.
Trong khi đó Thủ tướng Ba Lan thì lại đưa ra một cái đòn đau đớn đối với Mỹ và châu Âu, là sự phụ thuộc địa chính trị của EU vào Mỹ đã kết thúc. Đây gọi là đòn giáng chí mạng từ Ba Lan dành cho Hoa Kỳ đấy. Thủ tướng của Ba Lan nói tương lai của châu Âu phụ thuộc vào chính các quốc gia trong lục địa này, chứ không phải vào cuộc bầu cử của Mỹ. Theo ông thì kỷ nguyên của việc giao phó địa chính trị đã kết thúc. Vào lục địa này có nghĩa là bao gồm cả Nga thôi, đúng không? Thủ tướng Ba Lan đã cảnh báo rằng thời đại của châu Âu giao phó an ninh của họ cho Mỹ đã kết thúc rồi. Ông nói thêm rằng là không quan trọng là trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, ứng cử viên dân chủ Harris hay là đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng. Harris hay Trump, một số người cho rằng tương lai của châu Âu phụ thuộc vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi đó nó phụ thuộc trước hết vào chính chúng ta, với điều kiện là châu Âu cuối cùng cũng trưởng thành và tin vào sức mạnh của chính mình. Bất kể kết quả như thế nào, kỷ nguyên của việc giao phó địa chính trị của mình cho Mỹ đã kết thúc. Đây có phải đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ không? Hoa Kỳ đâu muốn điều này. Vậy là châu Âu đến như là Ba Lan cũng đang quay xe với lại Hoa Kỳ cơ mà. Ba Lan là một trong quốc gia trong cuộc chiến chống lại Nga thông qua Ukraine ấy, thì nhiệt thành ủng hộ châu Ukraine bằng việc là phá bỏ một tượng đài của Hồng quân Liên Xô cơ mà, để thể hiện đốt thuyền đi theo Mỹ. Thế nhưng mà trong cuộc chiến Mỹ lại không thể hiện là xây dựng cho Ba Lan một nền quốc phòng hùng mạnh và ủng hộ cho Ba Lan vào để lấy vùng đất cỏ ở miền Tây Ukraine. Hoa Kỳ đã trả lời rằng điều này là quyền quyết định của Ba Lan và Ba Lan tự làm thì tự chịu. Đương nhiên Ba Lan còn lâu mới dám làm. Gần đây Ba Lan còn mong muốn rằng NATO sẽ thông qua việc đồng ý cho Ba Lan sử dụng hệ thống tên lửa phòng thủ của mình để bắn hạ tên lửa của Nga, UAV của Nga khi bay về miền Tây của Ukraine. Tại sao lại cần phải NATO thông qua? Vì NATO thông qua tức là Ba Lan sẽ được bảo vệ bởi điều 5 hiệp ước. Thế nhưng mà NATO nào dám? NATO nào dám ở đấy, đúng không? Trong khi đó tình hình ở Trung Đông ấy, thì pháo đài bay của Mỹ làm Iran nóng mặt, Hamas thì lại khiến Washington rất thất vọng. Mới đây thì thông tin Mỹ đã triển khai một loạt máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trong bối cảnh bùng phát leo thang căng thẳng tại khu vực này đã khiến Iran đó là không vui. Và bản thân Iran đã tuyên bố sẽ có một đòn tấn công trả đũa bất ngờ và khiến cho Israel phải trả giá một cách đau đớn. Càng ngày thông tin chúng ta lại càng thấy mọi thứ đang bùa vây khó khăn đối với lại Hoa Kỳ. Mọi thứ đang trở lên khó khăn hơn đối với cả Mỹ và Âu ngày hôm nay. Đây là những gì mà chúng ta đang thấy trong một thế giới hiện hành ngày hôm nay. Trong một thế giới đang xoay trục về một thế giới đa cực mà không quay quanh trục của nước Mỹ nữa. Phương Tây muốn hay không muốn thì họ cũng không thể tiếp tục ảo tưởng vào một kế hoạch chiến thắng. Và càng không thể tiếp tục ảo tưởng rằng dựa vào Ukraine có thể khiến cho Nga bị suy yếu hay thất bại chiến lược trên trường quốc tế được. Phương Tây phải thừa nhận Nga là một quốc gia bất khả xâm phạm vì quá rộng lớn và giàu tài nguyên thiên nhiên. Và Nga hoàn toàn không bị cô lập trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phần còn lại của thế giới đang hướng về một thế giới đa cực. Nước Nga ngày càng tỏa sáng và khẳng định vị thế của mình. Và phương Tây tập thể chỉ là những hòn đá nốt đường để giúp Tổng thống Putin tỏa sáng hơn nữa trên vũ đài quốc tế thôi. Cuối cùng thì vinh quang sẽ dành cho nước Nga, vinh quang sẽ dành cho thế giới đa cực, chấm dứt toàn bộ cục diện thế giới đa cực do Mỹ dẫn đầu. Không thể nào có tiếp tục chủ nghĩa đế quốc thực dân tân thuộc địa kiểu mới nổi lên để mà cai trị thế giới này được. Mọi thứ cần phải kết thúc và bước sang một xã hội công bằng, dân chủ, tự do hơn đúng nghĩa của nó, chứ không phải theo kiểu dân chủ tự do ối rồi của Hoa Kỳ được. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.